Khỏi bị triệt bởi bọn thằng Năm Cá Lóc đó. Nhớ không? Nhớ rồi. Đi anh hai. Đi với tụi em. Sao em? Bữa nay bị kẹt. Thông cảm nha anh. Anh hai kẹt chuyện gì mà lâm vào cảnh ngộ này dữ vậy? Rồi. Chết mẹ. Không, kêu hủ tiếu mày. Chị Tư. Chị Tư Mỹ Tho ơi. Lại đây, lại lên. Áp vô đi. Cho ba tô. Một tô đặc biệt nha. Dạ. Cho thêm hai hộp gà nữa nha chị Tư. Dạ. Làm lẹ đi. Nè, hủ tiếu chị Tư hôm nay ngon á. Ăn đi anh. Ngon anh. Ngon. Ăn nữa đi. Có xuồng nào đi qua ấp Tân Thới không ạ? Ấp Tân Thới hả cô? Có ở đây. Gì vậy anh? Coi kìa, anh hai hôm nay làm gì mà dữ vậy? Xích ra mày.
ơi! Đuổi theo vô ích. Anh hai, xuồng tụi nó gắn máy xịn của Nhật Bản, anh đuổi theo sao kịp? Ủa, cô gái hồi nãy ở đâu vậy anh hai? Tụi cướp được ở bằng nào? Bọn thằng năm cá sấu quá chứ ai. Trưa mai anh tới quán Thanh Thủy cho nó bài học nghe anh hai. Năm cá sấu nói qua đây. Đồ con nít muốn gì? Nộp ngay lại cho tao người con gái mà tụi bé bắt đêm qua ở bên sông. Ba cái trò con nít đi. Để tụi nó chơi em nha. Chơi sức một tay đôi. Đó, anh Năm đã quá chưa. Cho nó nếm mùi anh Năm ơi. Điểm nó đi anh hai. Một nó Năm. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trông xuống các người, đứa đó cầm đâu gây ra vụ đánh lộn này? Ai? Đứa nào?
Đứa nào cầm đầu? Dạ thưa, tôi đây. Lên trên này. Qua phòng bên. Thưa cán bộ, không phải anh này, thằng này nè, thưa cán bộ, không phải anh này, thằng này nè. Thưa đồng chí, tôi là Phan Thanh Hà đang làm nhiệm vụ. Xin đồng chí cho gọi về số máy 296. Alo. Bê tha nhậu nhẹt, gây lộn làm mất trật tự an ninh. Tội này có thể phạt mỗi người từ 1 tới 3 tháng tù giam. Nhưng thôi, lần này tôi tạm tha. Nếu tái phạm sẽ bị trừng phạt gấp đôi. Nghe chưa? Thôi về đi. Anh hai là số 1 á. Kỳ này là cho anh hai giỏi thiệt. Anh làm cách gì mà tụi nó thả mình vậy anh hai? Anh để là một khâu ở trong đó chứ cách gì? Tụi em thường, thường gấp 3, gấp 4. Nghe anh hai nói đây. Vợ kem về bến tối anh hai qua. Hả? Tối nhớ qua nghe anh hai. Thôi đi mày, đi mày. Tối qua. Nè, bỏ bọn đàn em mày biến đi. Tao có chuyện riêng nói với mày. Thế nào, đi chưa? Tụi bay học võ lò nào mà đánh nhau cứ như mấy thằng kép hả? Vợ e. Anh hai cầm đầu băng nào ở Cần Thơ mà lâu nay tụi này không nghe tiếng vậy? Người con gái tụi bay bắt đường qua bên sông đâu rồi? Đó. Dạ anh hai lộn rồi, đâu phải tụi em. Sao? Sao? Mày có nói không? Tao giết chết mày. Dạ để em nói. Em bắt người con gái ấy theo lệnh của sếp xong. Sếp xong mày là thằng con mẹ nào? Tư trời biển. Đó, mới nghe tên Tư trời biển là anh hai đã thấy ớn sự sống rồi chứ. Nè, mày là đệ tử ruột của Tư trời biển hả? Anh hai không biết gì hết. Tư trời biển là xếp sòng của tất cả các băng ở miền Tây. C
sếp đang tụ tập anh hùng tứ xứ để mưu việc lớn đó. Anh Hai, em sẽ đưa anh tới gặp ông Tư Trời Biển, chắc sẽ được trọng dụng mà. Chịu không anh Hai? Đi thôi. Năm cá sấu đâu? Thưa ông Tư không cho lên lầu. Bỏ tay hãm quả súng ra. Nộp vũ khí trước khi gặp thủ lĩnh. Đi đi. Ông theo tôi. Đừng liều mạng khi chưa biết đối thủ là ai. Dạ thưa, anh Hai Cần Thơ đã đến. Ngồi. Ông muốn thử thách vợ tôi. Đưa súng lên đầu rồi xiết cò, làm đi. Bày cái trò này ra để làm gì? Tổ chức này là của những anh hùng, chứ không phải của những thằng hèn. Nếu như viên đạn nổ thì kẻ anh hùng và tên hèn nhát sẽ có cùng một số phận như nhau à? Thà mất người anh hùng còn hơn kết nạp một thằng hèn dù tổ chức chống cộng. Xin chúc mừng sự may mắn của ông. Ông trung úy công an Phan Thanh Hà. Thượng úy chứ đâu phải trung úy. Trong này toàn là đạn chổm, đâu có làm chết người.
Sao ông biết điều đó? Vì nếu là đạn thật thì công an Phan Thanh Hà đã bắn chết ông rồi. Ông Tư Trời Biển à? Ông là một con người thông minh, có lối dò xét đối thủ một cách rất khôn khéo. Biết tôi là công an mà ông vẫn tốn công sức thì giờ rước đón. Nói đúng hơn, ông là một công an đã bị thải hồi, sống nhờ bọn gái bụi đời ở ven sông, đúng không? Tổ chức chúng tôi rất cần những người như ông. Cái giá ông trả cho tôi là bao nhiêu? Tùy ông. Trả băng thanh lại cho tôi. Vậy thôi. Ok. Việc bắt cóc băng thanh chính là điều kiện để ông tới đây. Người hùng nào cũng có tật rất giống nhau. Ở đây, ông cũng sẽ gặp lại nhiều người quen biết. Mọi công việc của ba châu đốc sẽ thay tôi nói lại với ông. Vậy là trời đất đã buộc anh Nam vào hội của ba rồi đó. Một người bị đuổi khỏi ngành theo cô ba châu đốc để làm ăn, lời lớn lắm đó. Nè, thắng cuộc rồi, đừng quên Út nghe anh Năm. Bây giờ tôi phải làm gì? Anh vô trong phòng thay đồ, tiền nong và mọi thứ đã lo cho anh đầy đủ. Có người đón anh là cổng sao. Mà nè, bỏ bộ râu giả trên mép đi, trông dở lắm đó. Chuyện gì khách sạn mê con? Dạ. Mời cậu lên xe. Để lên. Dạ dạ. Anh Tư. Năm. Anh em đồng đội ra sao? Tụi nó nhớ mày lắm. Còn chị Tư? Khỏe. Từ ngày sinh con nhỏ xong mập tới 60 kg. À, có hình con nhỏ đây. Coi này. Con nhỏ dễ thương quá. Chú Mười dặn không hành động khi chưa gặp được tên thủ lãnh. Mà này, coi chừng đi nhá. Chuyện yêu đương của mày lộn xộn lắm. Ráng làm cho lẹ cái vụ này đi, để tao có thời gian ra Bắc thăm bà mẹ. Nghe nói ngoài lại mất mùa.
15 năm chưa gặp mẹ. Thôi, tao đi đây. Hay là... đừng quỷ mị. Mà mày đừng ló cái mặt mày ra mà hỏng việc đấy. Xe tôi có hẹn rồi. Trả thêm tiền chịu không? Xin đạp xe lôi mà cũng làm phát. Nhận mọi yêu cầu của ông, chỉ với một điều kiện. Xin ông cứ nói. Tôi nhắc lại, việc bán bãi này các ông phải hoàn toàn giữ kín. Ông khỏi lo, điều đó có lợi cho cả hai bên. Ông phải bảo đảm an toàn 100% cho chuyến vượt biên của chúng tôi. Ông có thể yên tâm. Xin ông kiểm lại số vàng mà chúng tôi đưa trước cho ông. Cô Loan đã coi rồi chứ? Dạ rồi. Thôi khỏi. Ly của em đâu? Xin coi em như người bỏ mối, kẻ ngoài cuộc. Chứng kiến lời cam kết của hai anh. Mời. Xin mời ông. Mong các ông thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn cô. Dạ. Sao anh nhìn em kỳ vậy? Làm việc này, anh chỉ muốn em ra đi được yên ổn. Thực lòng, em cũng chỉ ước một cuộc đời yên ổn.
Vậy mà Loan, anh cho em số vàng này để làm vốn lúc xa anh. Em đâu dám, anh cứ giữ lấy, rồi có lúc anh cần đến. Đêm mai bọn họ ra đi bằng dù xuồng nhỏ hay trên cùng chiếc thuyền lớn? Em không rõ lắm. Có lẽ họ đi trên nhiều xuồng nhỏ cho chắc ăn. Theo anh, em nên đi ngay trên chiếc xuồng đầu tiên. Sao phải như vậy? Anh muốn như vậy mà. Mọi việc tùy thuộc ở nơi họ, nhưng em sẽ cố gắng làm vừa lòng anh. Có thể đêm nay sẽ là đêm cuối cùng. Như vậy quả đất tròn. Biết đâu em lại được gặp anh ở một phương trời xa nào đó. Ở hoàn cảnh công việc của anh bây giờ, có khi như vậy lại tốt hơn. Anh Bảy, anh phải tìm cách đến ngay với em nghe. Chắc là chúng mình gặp nhau. Nhưng phải sau giờ tận cùng của số mệnh. Đêm nay là đêm cuối cùng. Trời ơi, trước lúc đi xa, anh đừng nuôi gỡ như vậy, xui lắm đó. Anh ở lại với em cho trọn đêm chứ. Anh này, cô kia, cả anh xuống xuồng thứ nhất. Mấy anh kia, cô này nữa, xuống xuồng thứ nhất luôn. Chúng ta đâu có đi xa, đây chỉ là cuộc tụ hội nhân tài ở một hòn đảo. Chúng ta sẽ lần lượt trở về như một đội quân. Đội quân của Napoleon ở đảo Cox. Ông có thể cho tôi đi chiến thứ nhất được không? Mọi việc phải theo sự sắp đặt của tổ chức chứ.
ghét của nào trời trao của nấy. Sao cô nói sẽ không bao giờ đi cùng một con lộ với tôi? Thì ra ân oán giang hồ vẫn chưa hết gì. Xuống đi cho lẹ. Tại sao cô lại không đi? Tôi bán bãi này đâu phải vì tiền. Tại sao cô lại... Giờ thì em hiểu. Anh muốn đẩy em đi chỉ vì muốn phi tang một chứng cứ tội lỗi. Giờ em làm hại anh đâu. Cô làm hại cô. Cô làm hại cả tôi. Có thể tôi sẽ phải sống cô đơn suốt cả một đời người. Dù là như vậy, bao giờ yêu tôi, anh tàn nhẫn lắm.
cô đánh điện cho đảo biết ta đã rời bến đến khu vực an toàn. Tuân lệnh. Kình ngư đâu? Kình ngư đâu? Hải Âu đây. Kình ngư nghe rõ trả lời. Báo cáo đệ tá có điện của X-13. Báo cho đơn vị đặc biệt 7 giờ sáng mai lên đường làm nhiệm vụ. Rõ. Dạ thưa, xuồng máy của bọn công an đang bao vây đảo. Lệnh của thượng cấp phải khử ngay tên công an Phan Thanh Hà đang nằm trong tổ chức của ta. Đi đi. Dạ. Anh Bảy. Anh Bảy. Chú Nam, anh cứu được mạng chú, anh mãn nguyện lắm rồi. Anh Bảy, bị bao vây, đằng nào rồi cũng chết. Vô lấy súng tự thủ cho đến giờ chót của số mệnh. Hãy tha thứ cho anh. Anh theo tụi nó chỉ vì muốn được gặp em. Trước giờ phút tử ly, xin em hiểu cho là anh rất yêu em. Bác Thanh. Chỉ còn cách này may ra mới có thể.
một đời cướp bóc, tù tội, trốn chạy. Bây giờ không, tôi sinh ra không phải để ngồi tù. Má vẫn đang chờ anh ở quê đó. Suốt cả cuộc đời anh luôn luôn lầm lẫn. Anh có thể đối xử tàn nhẫn với em đến như vậy? Em chỉ sống vì công việc và một tình yêu trọn vẹn với anh. Vậy mà đàn ông các anh ích kỷ lắm. Em đã phải đóng giả làm một đứa con gái hư đốn trong đời. Tại sao em không nói với anh điều đó? Cái gì đã buộc em phải giấu giếm anh như vậy? Trời ơi, anh mà cũng hỏi em câu đó hả? Anh thừa biết những nguyên tắc. Trong tình yêu, anh không thủy chung. Anh... Những nguyên tắc, những sự thủy chung như vậy có từ bao giờ? Em hiểu. Muộn mất rồi, phải không anh? Em đi tìm băng khanh cho anh nha. Em đâu xứng đáng để đến với ảnh.